Thưa quý vị, thời gian qua, các đơn vị thanh niên kết nghĩa trên địa bàn phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức được nhiều hoạt động đầy gắn kết thiết thực, lan tỏa giá trị sống tốt đẹp trong cộng đồng dân cư địa phương. Mới đây, trong không khí cận kề Tết Nguyên đán, chương trình Xuân và Tuổi trẻ do Đoàn Thanh niên phường phối hợp với Lữ đoàn 680 Hải quân đã diễn ra với nhiều nội dung thú vị, ý nghĩa. Gần 300 đoàn viên tại các khu dân cư, trường học, công an, quân sự và kết nghĩa thuộc các chi đoàn trực thuộc đoàn phường đã tham gia ngày hội xuân và tuổi trẻ tại khuôn viên Lữ đoàn 680 Hải quân, đóng chân tại phường Thọ Quang. Bên cạnh các hoạt động văn hóa giải trí nhằm giáo dục cho đoàn viên thanh niên về ý nghĩa, giá trị của văn hóa truyền thống, trong đó có ngày Tết cổ truyền, chương trình còn thể hiện sự chung tay chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vui xuân đón Tết Quý Mão năm 2023. Hoạt động này được các bạn đoàn viên cũng như là các đoàn cơ sở của các đơn vị thì hỗ trợ rất là nhiệt tình. Hoạt động này nó thể hiện được cái tình cảm giữa lực lượng đoàn viên của các đơn vị quân đội với địa bàn phường để thể hiện tình cảm và tổ chức các hoạt động mừng Đảng đón xuân và các món quà gói bánh chưng xanh cũng như là hỗ trợ các món quà cho các bạn đoàn viên. Đây là một cái phong trào gắn kết các đơn vị đoàn cơ sở liên kết kết nghĩa trên địa bàn phường. Thì thông qua cái chương trình này thì cũng góp phần vào cái chương trình an sinh xã hội tại địa phương. Với tinh thần đó, tại chương trình, các suất quà Tết đã được đoàn viên thanh niên phường Thọ Quang gửi đến các hộ gia đình và thanh niên tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, đồng thời nhằm tạo môi trường hoạt động bổ ích, quy tụ các bạn trẻ yêu thích công tác xã hội, góp phần phát triển các hoạt động cộng đồng. Tại ngày hội, các nội dung như thi gói bánh chưng, trò chơi dân gian cũng được triển khai, quy tụ sự tham gia đầy hào hứng, sôi nổi của các bạn đoàn viên thanh niên. Tạo ra được một cái không gian để kết nối các đoàn viên ở trong các cái chi đoàn cơ sở cũng như là mang đến các cái hoạt động vui chơi rất là có ý nghĩa để chuẩn bị đón chào năm mới, cũng như là mang đến những cái hoạt động để có thể mà lan tỏa cái tình yêu thương, chia sẻ đến những cái hoàn cảnh khó khăn. Lữ đoàn 680 rất là vui mừng và phấn khởi được phối hợp với đoàn phường Thọ Quang để tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương năm 2023 cho cán bộ đoàn viên trên toàn phường nói chung, đặc biệt là những trường hợp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, qua đó khơi dậy cái tình yêu thương và đồng chí đồng đội, tình đoàn kết gắn bó giữa quân đội và nhân dân địa phương. Từ đây đến trước đợt nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Đoàn Thanh niên phường Thọ Quang tiếp tục tổ chức những hoạt động vui xuân đón Tết ấm áp và ý nghĩa. Trong đó phải kể đến chương trình tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng đến các hộ gia đình tại khu vực cụm dân cư và đơn vị chi đoàn kết nghĩa, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên xuất ngũ và thanh niên tôn giáo.